Chí Thiệt và Liêu Hòa Trinh xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Ủm Bà Là Rát Chứ Gì. Thưa quý vị, mỗi thứ bảy hàng tuần thì Trinh và Chí Thiện rất là háo hức được gặp mọi người vào buổi trưa 12 giờ trên kênh VTV3. Và chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, hy vọng là sẽ mang đến cho chúng ta những khung giờ cập nhật kiến thức là một chuyện, mà quan trọng mình cười được thoải mái và thấy được sự kết nối của các anh chị em nghệ sĩ trên màn ảnh nhỏ. Bình thường á, là ở nhà thì thấy là tất cả mọi người ở khoảng thời gian này á, là sau giờ cơm trưa thì mọi người sẽ cùng nhau xem chương trình Ủm Bà Là Rát Chứ Gì và cùng nhau giải ô chữ. Và khoảng thời gian đó thì nghĩ là vừa nạp thêm kiến thức và còn có thời gian cùng với gia đình của mình nữa. Khách mời ngày hôm nay đều là những người vô cùng nhạy bén và họ cũng đã có những kinh nghiệm về kiến thức nè, những trải nghiệm về âm nhạc, về nghệ thuật. Hy vọng rằng ô chữ không làm khó họ đâu nha. Và hai khách mời đầu tiên là hai người rất là quen thuộc, đó chính là ca sĩ Vũ Hà và diễn viên Hoàng Mập. Chào anh Hoàng. Hello anh. Gọi là rung chuyển luôn á, sang chấn sân khấu luôn. Tới đây mày. Ủa mày mập lắm luôn á, trời ơi mày nhảy lên sập sân khấu á, tội nghiệp ta. Đâu có nhảy đâu. Biết anh đi sao bình thường không? Mà anh đi bình thường mà tại vì dính trong đó nó cái kẹt, anh phải chui qua mấy cái kẹt mới ra đây được, cái cánh gà đó. Ha, chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người có khỏe không? Hai đứa em rất khỏe. Trời ơi, hai người gọi là lâu ngày không gặp nhau, là nhìn nhau chứ cười mà đứng hỏi thăm nhau rồi tỉnh bơ luôn vậy đó. Đúng, nói chung ngày hôm nay là độ này rất là có sức nặng về nghĩa đen. Đúng. Lẫn nghĩa bóng về cái tinh thần và bề dày kinh nghiệm. Dạ, ủa là sao? Dạ, tức là sao? Hai người gọi là coi có kinh nghiệm, có bề dày về kiến thức á. Hai em nói là hai anh già hả? Dạ không, em nói là gọi là có kinh nghiệm. Bây giờ đơn giản thế này, nhìn hai em thì anh rất là quen thuộc luôn, mà mọi người khán giả cũng ai cũng biết hai em. Mà thật sự luôn lâu lắm rồi không có gặp hai em. Dạ. Nên cho anh xin bèn phép, anh không có hỏi em, anh hỏi em này. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em vừa tròn bao nhiêu cái xuân xanh á? 35 tuổi. Không phải. 35 rồi. Không phải. Vậy chứ nhiều. Em lớn hơn anh 6 tuổi. Anh mới 20 mấy hả? 27. Lớn hơn Hà 6 tuổi. Ờ. Vậy Hà lớn tôi 2 tuổi. Trời ơi vậy. Hai bạn đợi mình chút xíu nha, mình giới thiệu hai khách mời nữ này ra làm quen với hai bạn luôn. Hai bạn này cũng rất là quen thuộc với hai bạn luôn. Đây có thể là những đồng đội mới của anh đó, bởi vì hai người không được thi chung khi đâu, hai người quá quen quá rồi. Vậy hiện nãy giờ là mình là bạn bè, bây giờ là địch. Chút xíu là địch rồi. Xê tao ra. Xê tao ra. Đi đi. Đi đi. Trở mặt nhanh hơn là khách ráng nướng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai nữ nhân vật quá dễ thương mà Hà Trinh và Chí Thiện đã nhắc tới, đó chính là á hậu Kiều Loan và người mẫu Thúy Hạnh. Wow. Trời đất ơi, hai em ra một cái đồ đẹp quá vậy. Sân khấu nó bừng sáng lên. Đúng rồi. Đó. Thúy Hạnh xin được gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình Ủm Bà Là Ra Chữ Gì. Và còn một nhân vật nữ nữa là ngoài là á hậu ra thì cô ấy còn làm có một nghệ danh khác nữa, rapper Lona. Wow. Hay lắm đó nha. Rap điều đó rất là giỏi đó. Thử xem phải chứng minh liền. Bây giờ em chứng minh liền cho mọi người thấy. Mời em. Thì sau đây Lan cũng xin được gửi đến tất cả mọi người một đoạn rap mini về bản thân Lan một chút. Mong cả nhà mình đều phụ họa chú vui ạ. I wanna taller, I wanna think that, I wanna harder, that's right, I wanna fire. I will see louder, don't care the rumor, carry the girl, you know why, because I'm Lona. Yeah, và Lona chính là tên rapper của em. Anh thấy là em rap xong á, anh Hoàng Mập toát mồ hôi luôn á. Đúng rồi, anh không hề biết gì luôn á. Bây giờ em có thể nói cái đoạn sơ đó là cái đoạn ý đó là gì? Dạ, một chút là cái đoạn đó em muốn giới thiệu em là mọi người hay bảo là một người con gái cao, cá tính mạnh, thì không thường là sẽ không sợ điều gì mà ngăn cản mình hết, vì em rất là đam mê nhiệt huyết. Và mọi người biết điều đó, nó anh đang nói tới ai không thì chính là em, là Luna. Bản lĩnh nhưng mà vẫn giữ được cái sự nữ tính, đó là cái điều mạnh của Luna, là Kiều Loan. Còn ngày hôm nay thì chúng ta cần một sự kết hợp rất là ăn ý giữa các đồng đội, thì em nghĩ rằng giữa anh Vũ Hà và anh Hoàng Mập, ai sẽ là người kết hợp ăn ý nhất với em trong đội của mình? Em thì chọn trước ạ. Thôi em nhường cho chị Hạnh. Bây giờ sẽ nhường cho chị Thúy Hạnh trước đây nè. Thôi bây giờ mình đứng cạnh ngoại rồi, cho mình về đội với ngoại đi nhờ. Okay. Ngoại đồng ý không? Thì bây giờ sao bây giờ? Có đứa cháu gái nó đẹp như thế này, nó xinh như thế này, cho mà nó thành công ngoại như thế này, nó thông minh như thế này, ngu gì mà không nhận về đội. Bây giờ đội đã có rồi, bây giờ chúng ta chọn tên đội đi. Đặt giùm đội bên kia đi, đội bên kia nhanh luôn hả? 10.
10. Số 10 hả? Ừ, vậy thôi thì thôi nha. Nghe 10 nghe nó tròn. Dễ thương à. Anh có muốn giữ tên 10 không? Được, ê, đặt sao đấy vậy? Dễ lắm. 10 điểm tròn. Dạ, 10 điểm tròn luôn. Dạ, thưa quý vị, đây là đội 10 của Kiều Loan Mạnh Hằng. Bên đây là số mấy để cho hơn số 10 nè. Số đi cho nó. Số đi. Số luôn đi ha. Bây giờ mình chơi 10, bây giờ mình lấy 9. Thôi mình lấy 20 được rồi. 20 đi. 20 nó tròn cũng đẹp. 20. Rồi, 20 okay. Là hai số 10 đó. 10 thành 20. Mãi mãi tuổi 20. 20. Vậy là chúng ta đã có tên đội và chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của chương trình. Ba la ra chữ gì? Vòng 1 mang tên thử thách. Vòng 1 thử thách. Mỗi người trả lời một chủ đề với 3 câu hỏi. Thời gian mỗi câu là 60 giây. Sau khẩu hiệu hết, hết, đồng hồ sẽ tính thời gian. Nếu có câu trả lời thì nói dừng. Dừng, 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 dừng. Đáp án kết thúc bằng khẩu hiệu chốt. Chốt, em chốt. Trả lời đúng thì số giây trên đồng hồ chính là số điểm. 42 điểm. Tổng số điểm đội nào cao hơn sẽ chiến thắng. Giải thưởng là 5 triệu đồng. Bây giờ nè, mình sẽ thử nha, mình giơ tay. Đội nào giơ tay nhanh nhất sẽ được chọn chủ đề trước. 1, 2, 3. Luna trước. À, đều quá. Bà bước ra đi bà. Đều nữa. Ê, trời ơi là... Em chọn sai với tiền. Sao, sao, sao anh hả? Thôi, thôi đi, em á là thấy gái đẹp đã bắt đầu em nhìn thấy em tia kiểu gì. Nè, bây giờ mọi người không tin em đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại khoảnh khắc Luna trước. 2, 3. Đó đang là cổ nhanh nhất ạ, và đều nữa. Xin mời rapper, ca sĩ Luna Kiều Loan. Mình gọi tắt là Á hậu Kiều Loan luôn, cho thân thương. Chắc chắn là bạn đã có rất nhiều những trải nghiệm về nghệ thuật rồi. Nhưng mà nếu mình chọn đúng gói chủ đề sẽ còn có lợi nữa ha. Bây giờ sẽ là 4 gói chủ đề cho Kiều Loan. Khám phá âm nhạc, đời sống và phim ảnh. Em thấy mình lợi thế về cái nào nhất? Chắc là âm nhạc rồi. Yeah. Em còn khá là non trong việc khám phá về đời sống, cho nên là em sẽ chọn âm nhạc. Khá là hợp với Kiều Loan. Em đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Kiều Loan đã sẵn sàng, chúng tôi cũng vậy. Còn bây giờ vòng 1, lượt thi đầu tiên, gói câu hỏi về âm nhạc dành cho Kiều Loan bắt đầu. Vào ô chữ đầu tiên gồm có 7 ký tự. Với gợi ý MV đoạt giải Music Video của năm tại giải thưởng âm nhạc cống hiến lần thứ 16 năm 2021. Hết. Nếu như mình không có một cái ý tưởng nào thì mình hãy nhìn, nhìn lên ô chữ. Mình sẽ đoán ra. Và mình sẽ có những cái gợi ý rất ý nghĩa nha. Dừng, dừng, dừng. Dừng, 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 dừng. 42. Anh biết không? Không. Không dừng, được. Dừng. Rồi bây giờ câu trả lời của em là gì? Dạ, của em là Đi đi về, đi về nhà. Em chốt. Và xin mời đáp án đó là Đi về nhà. Oh, hay quá. Và chúc mừng Kiều Loan với 42 điểm. Và những gì hạnh phúc nhất ở ngoài, đúng không? Cái gì buồn nhất ở nhà. Mình hay có cái xu hướng đó. Nên là MV này đã nhắc chúng ta là thật ra những gì hạnh phúc nhất, tốt lành nhất nên đem về nhà. Đúng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với ô chữ tiếp theo có 8 ký tự. 8 ký tự này gợi ý như sau. Tác giả bài hát Chị Tôi là nhạc phim Người Hà Nội. Hết. Tác giả này á là một nhạc sĩ giảng viên. Cái này anh Vũ Hà chắc biết nè. Dạ. Anh hát. Anh muốn giúp đoạn hát đi, hát đi. Anh hát đoạn. Rồi, em dừng ạ. Đáp án cuối cùng là em nhớ là trước giờ máy em hay hát hai bài Chị Tôi. Một bài là của nhạc sĩ Trần Tiến là và bài một bài là của nhạc sĩ này, đó là chú Trọng Đài ạ. Em chốt chưa? Em chốt ạ. Trọng Đài ạ. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bật mí đáp án, đó là nhạc sĩ Trọng Đài. Yeah. 48 điểm dành cho Kiều Loan. Và Trọng Đài là nhạc sĩ giảng viên âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra còn có những ca khúc nền cho các bộ phim như là Đường Đời, Đất Và Người, Mùa Lá Rụng. Dạ, cảm ơn thông tin của Chí Thiện. Như vậy thì chúng ta đã vừa cập nhật thêm kiến thức về người nhạc sĩ tài hoa Trọng Đài. Và ô chữ tiếp theo của Kiều Loan gồm có 8 ký tự. Nãy giờ bạn ấy nôn nóng lắm. Hãy cho bạn ấy xem một đoạn video clip đi ha. Chúng ta sẽ xem đoạn clip. Vô cớ mến ai khi cả hai đang gặp phải những trở ngại, mà hãy quay đầu lại biết đâu ta là Ngô Kim Quy. Anh Bóc.
đây là MV Quay Lại Lại Yêu. Và chị sẽ không hỏi câu này nữa. Vậy câu hỏi cuối cùng là gì? Bối cảnh của MV Quay Lại Lại Yêu của ca sĩ Ngô Kiến Huy phát hành năm 2021. Hết. Giúp em, giúp em. Ở đâu? Anh đứng nè, anh diễn tả nè. Cái gì? Mấy từ? Rồi tiếp đi. Em nhìn lô chữ, Nhìn lô chữ nha. Không có được trả lời, phải làm được nói. Diễn kịch câm. Diễn kịch câm á. Khó hả? Hãy nhìn vào ô chữ là cái cách gợi ý tốt nhất. Ôi, sao ta? Nha Trang, em dừng. Rồi, anh mời anh về chỗ ạ. Em chốt chưa? Rồi, em chốt ạ. 30 điểm sẽ là của Kiều Loan nếu như đây là Nha Trang. Xin mời đáp án. Nha Trang. Thôi bây giờ mình nhảy được rồi anh à. 30 điểm dành cho Kiều Loan. Và tổng số điểm Kiều Loan dành ở vòng này là 120 điểm. Xin chúc mừng. Người thi đầu tiên mà cái số điểm này là khá cao nha. Đúng rồi đó. Bên kia là coi như cũng hơi áp lực đấy. Xin mời người mẫu Thúy Hạnh. Mời gói câu hỏi khám phá đời sống phim ảnh. Chị thấy chủ đề nào hợp với mình? Phim ảnh không phải thế mạnh của mình. Khám phá với đời sống thì Hạnh đều thích. Nhưng mà để cho đúng cái cuộc sống của mình mà hiện nay mình đang trải qua thì mình thấy đời sống có vẻ hợp lý với mình hơn. Dạ. Mình cũng muốn thử xem là liệu là cái trải nghiệm cuộc sống của mình nó có thể trả lời được các câu hỏi trong đời sống hay không. Dạ. Để thử sức mình thôi. Và bây giờ hãy để cho chị Hạnh được thoải mái nhất. Rồi. Để bước vào vòng 1. Lượt thi số 2, người mẫu Thúy Hạnh cùng với gói câu hỏi đời sống. Ba ô chữ đầu tiên của chị gồm có 5 ký tự. 5 ký tự. Với gợi ý: quốc gia này sở hữu nhà máy bia cổ nhất thế giới, từng tồn tại hơn 5.000 năm. Hết. Sao khó thế? Cái gì khó vậy? Ôi sao khó thế? Nếu khó, nhìn ô chữ để em có thêm ký tự đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ về quốc gia này. Nhà máy bia được thấy. Dừng. Ok xong. Rồi. Đó Ai Cập. Là... chị yeah. Chốt Ai Cập. Và đây là đáp án chính xác. Vậy là 48 điểm dành cho chị Thúy Hạnh. Khởi đầu khá thuận lợi, còn những câu hỏi sau hãy bình tĩnh nha. Chị đừng có chốt vội. Tiếp theo là một ô chữ có 8 ký tự. Gợi ý như sau: món ăn được ăn kèm với đậu phụ hầm cay, một trong những món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc. Hết. Là ăn đậu hũ mà hầm cay á, thì người ta sẽ ăn chung với cái món này. Thường là mình hay ăn về Hàn Quốc thì ăn uống cũng gần. Đã rất là gần với Việt Nam. Tương rồi. Thật đó. Thật ra món này có thể ăn kèm với cả kim chi là rất là ngon. Anh lên đây, anh biết lên đây, lên nhanh. Dừng. Chị Hạnh, chị biết chưa? Cái món này ăn được với kim chi đó. Cơm trắng. Chốt. Rồi. Cơm trắng. Xin mời đáp án là cơm trắng. Yeah. Hay quá Hạnh ơi. Cơm trắng. Cười ngoại tự hào về con. Và với cái cơm trắng vừa rồi thì chị Thúy Hạnh đã giành được 37 điểm về cho đội của mình. Câu tiếp theo em nghĩ sẽ rất là phù hợp với quan điểm sống, đặc biệt là quan điểm nấu ăn của chị Hạnh. Tại vì Hạnh rất là tinh tế trong việc nấu ăn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ô chữ có 6 ký tự. Đây là triết lý mà người Nhật Bản áp dụng chung cho các món ăn của họ. Hết. Dừng. Wow. Trời ơi. 57 giây. Chắc chưa? Chị nghĩ là chị biết, tại vì thực ra thì chị cũng rất là thích nấu ăn. Trinh thì biết rồi đấy, chị cũng có tìm hiểu một chút về các món ăn Nhật. Thì theo như chị biết thì người Nhật người ta rất là yêu thiên nhiên, nên người ta cũng đưa cái điều yêu thiên nhiên đấy vào trong nấu ăn của họ thành một cái quan điểm, trong một cái quan niệm về nấu ăn của họ. Nên họ đã đưa ra một cái triết lý về nấu ăn có tên là Tam Ngũ. Tam Ngũ là sao hả chị? Tam Ngũ ấy thì nghĩa là trong triết lý nấu ăn người Nhật là sẽ chia ra là có ba chữ ngũ là 5 màu sắc, 5 cách nấu và 5 mùi vị. 5 màu sắc thì chị nhớ không chính xác nha, nhưng mà 5 màu sắc theo chị hiểu là nó tượng trưng cho ngũ hành ý. Cái mộc thổ thổ thì nó sẽ là đen, trắng, đỏ, xanh, vàng. Có 5 hương vị, mặn, ngọt, chua thì ai cũng biết rồi, nhưng mà có thêm là đắng và umami. Người Nhật người ta lại trong món ăn họ lại thích có vị đắng và umami. Cái umami thực ra cái umami nó là một cái vị ngọt từ thiên nhiên, tức là ngọt phải từ chính rau củ quả hay là các nguyên liệu chứ không phải ngọt từ đường. Và cái cuối cùng là 5 cách nấu ăn chế biến, đó là nướng này, luộc này, hấp này, rán hay người miền Nam gọi là chiên đó, là chiên và hầm. Wow. 5 cái. Thật ra khi mà nói á là mình chỉ vậy nè,
gật đầu tại vì cái nghe rất là thuyết phục và rất là đúng đấy là cái không câu biết, trả lời nhưng mà đấy là mình nói đại thôi nha, không biết câu trả lời còn được không hề đại đâu chị ạ. Bởi vì đấy chính xác từng chữ ngũ vị bao gồm ngọt chua cay đắng mặn ngũ sắc có trắng vàng đỏ xanh đen và ngũ pháp là sống ninh nướng chiên và hấp. Dạ rồi. Cũng rất là tương đồng với đáp án của chị Hạnh và chính xác đó là triết lý tam ngũ. Rồi. Và chị Thúy Hạnh đã giành được 57 điểm. Và tổng số điểm của chị Thúy Hạnh ở cái lượt này là 142 điểm. Cố lên bạn ơi, có hai điểm cách xa. Bây giờ áp lực lại đang đè nặng lên hai người anh của tôi. Anh Hoàng Mập ơi, bây giờ sẽ là lượt thi đấu của anh đấy. Xin mời, Hoàng Mập. Tự tin lên anh ạ. Thấy ảnh hoang mang quá. Thôi bây giờ để cho anh Hoàng Mộc có thể giữ được sự cân bằng trong trí não và trong cơ thể để bắt đầu cuộc chiến này, xin mời quý vị cùng nghỉ giây lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ba La ra chữ gì. Vẫn là vòng thử thách đây ạ. Lượt thi số 3 này sẽ của diễn viên Hoàng Mập với hai gói chủ đề như sau: khám phá, phim ảnh. Khám phá thì anh khá ít, phá thì nhiều. Phim ảnh chót. Dạ, phim ảnh. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với vòng 1, lượt thi số 3, diễn viên Hoàng Mập với chủ đề phim ảnh. Anh yên tâm đi, ô chữ này anh sẽ làm được mà. Ô chữ đầu tiên của anh gồm có 7 ký tự với gợi ý biểu tượng của liên hoan phim quốc tế Berlin Đức. Hết. Chốt. Trời ơi. Dừng chứ. Anh có gì đâu. Dừng, dừng, chốt, dừng. Anh nhớ không? Gấu vàng. Chốt. Anh ước mơ anh được đi đến đó mà anh đem phim của anh đó mà ước mơ thôi. Ngủ 80 giấc chưa bao giờ được. Giải thưởng danh giá nhất và cũng là biểu tượng của liên hoan phim quốc tế Berlin ở Đức là gấu vàng. Hay quá. Quá. Ngay câu đầu tiên anh trả lời xuất sắc rồi. Cụ thể đây là một trong ba liên hoan phim quốc tế rất lâu đời và uy tín nhất thế giới, cùng với liên hoan phim Cannes của Pháp và liên hoan phim Venice của Italy. Với gấu vàng, anh Hoàng đã giành về cho đội của mình 57 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một giải thưởng phim khác. Đúng không anh? Em thấy cái này thế mạnh của anh nè. Có gì ba vậy? Rồi, vô phim ảnh rồi. Xin mời ô chữ có 6 ký tự. Bộ phim truyền hình giành giải vàng tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 năm 2020. Hết. Đây là bộ phim của nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng. Người hãy truyền tải thông điệp đó. Gieo nhân nào đó. Gặp quả nấy. Đúng rồi, quên em đi. Ý nghĩa của phim á là hoàn cảnh sống cùng sự giáo dục sẽ quyết định nên nhân cách và cách hành xử của mỗi người. Có nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Ra được rồi. Rồi, bây giờ đáp án là gì? Anh chốt. Sinh tử. Chốt. 2, 3, đó là phim Sinh tử. 33 điểm dành cho anh Hoàng Mập. Ô chữ tiếp theo của chúng ta gồm có 9 ký tự. Và gợi ý rất dễ. Nhân vật được nghệ sĩ Trấn Thành thủ vai trong bộ phim điện ảnh Bố Già công chiếu năm 2021. Hết. Trời chết, trời phim tôi mới coi luôn. Tôi mới coi thiệt. Anh nhìn ô chữ đi, anh nhìn ô chữ đi. Trong phim này á, không có bốn người. Có ba. Có bốn người anh em. Không coi, không coi nên không biết. Luna biết không? Ba Sang đó. Dân. Đáp án đó là ông Ba Sang. Chốt rồi. Dạ, xin mời đáp án. Đó là vai ông Ba Sang. Hay quá. Và 25 điểm dành cho anh Hoàng Mộc. Tổng số điểm của anh Hoàng Mộc dành về cho đội của mình là 95 điểm. Bây giờ chỉ còn một nhân vật còn lại, một nhân vật rất thú vị. Đó chính là anh Vũ Hà. Khỏi giới thiệu. Tự lên luôn. Cho anh tính chính lại nha. Chương trình này sẽ phát lâu thiệt lâu phía sau đó. Lúc đó phim Trấn Thành hết ra rạp rồi. Trấn Thành nói, tại sao anh Hoàng không đi coi phim của em? Không có Thành ơi, này chương trình quay là phim mới ra có ngày nghe Thành. Dạ, vậy là anh chọn gói chủ đề nào trong chủ đề còn lại ạ? Kính thưa quý vị, có bốn cái gói.
mà ba đứa trước nó lựa hết ba gói rồi. Bây giờ còn đúng một gói cuối cùng, em là người cuối cùng em khỏi lựa, mà bây giờ cái gói ấy nó lựa em. Vậy thì chúng tôi xin chốt đơn luôn. Vòng 1, lượt thi cuối cùng, chủ đề khám phá thuộc về ca sĩ Vũ Hà. Cố lên mọi ơi, cố lên mọi ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ô chữ đầu tiên của anh Vũ Hà, gồm có 10 ký tự. Với gợi ý: nơi giữ 90% lượng nước ngọt trên thế giới. Hết. Sông Hồng. Sông Ngòi, sông Ngòi, sông trên Ngòi. Thế giới. Sông sông hả? Đó. Trời. Hay vậy. 55. Chỗ mà nhiều nước nhất. Sông Thu Bồn. Chỗ quê em sông Thu Bồn nhiều không, nước chỗ lắm. Chỗ nhiều nước mà nước ngọt, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, nước ngọt. Nước mặn ở đây, biển. Dạ. Đại Tây Dương. Thái Bình Dương. Ở đây gần Cần Giờ nè. Cảm ơn Cường. Châu Nam Cực. À. Tại chốt. Sao vậy? Tại sao? Thái Bình Dương, à, Ấn Độ Dương. Xin mời đáp án ạ. Đây là nơi trữ 90% lượng nước ngọt. Châu Nam Cực. Anh Vũ Hà đã giành được 55 điểm ạ. Tiếp tục thừa thắng xông lên. Ô chữ này có 6 ký tự. Động vật có mắt nằm trên đỉnh hai bên đầu, giúp chúng có tầm nhìn bao quát 360 độ. Hết. Đỉnh hai đầu ơi. Ủa biết rồi, đừng ơi. Ê, con kích, con kích. Nè. Con mắt nằm trên hai đỉnh đầu. À, đó là chân. Rồi, con gì? Con ếch. Chốt chưa ạ? Chốt. Xin mời, đáp án đó chính là con ếch. Con cát hoàng. Và 51 điểm dành cho anh Vũ Hà. Câu hỏi cuối cùng cũng khá là hóc búa đây. Rồi. Để thử xem mình cùng tư duy nhé. Đây là ô chữ có 9 ký tự. Với gợi ý, đặc điểm nào trên cơ thể loài gấu túi giống với con người? Theo công bố của nhóm nhà giải phẫu tại Đại học Eddie Lader ở Úc. Hết. Gấu túi giống con người hả? Cơ thể của loài gấu túi có một cái chỗ có rất là giống với con người. Giống với con người. Có một cái đặc điểm rất giống với con người. Người. Anh nhìn vào ô chữ nha, khi mà anh không biết anh nhìn vào ô chữ. Gấu túi thì hình dáng chắc chắn nó không giống rồi. Tay chân thì cũng không giống rồi. Vậy thì cái gì sẽ giống với con người? Hãy suy nghĩ thật kỹ. Nhìn chữ nha, nhìn chữ nha. 30 giây đã trôi qua. Nó bắt đầu ra rồi đó. Em nghĩ là nó đã ra 50% vấn đề luôn rồi. Dương, đáp án là gì? Dấu vân tay. Chốt. Đáp án chính xác là dấu vân tay. Yeah. 16 điểm dành cho đội của anh, chúc mừng. Qua 3 câu anh được một số điểm khá cao. Với 122 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm của cả hai đội qua vòng 1. Kết quả của đội 10, 215 điểm. Đội 20, 264 điểm. Ồ, 264. Chúc mừng đội 20. Thắng được 5 triệu đồng luôn. Cùng, tại vì vòng 2 á, số điểm sẽ được nhân đôi tùy theo thời gian. Và với tốc độ xử lý của Loan cũng như Hoàng, chắc chắn bấm chuông sẽ rất nhanh. Và điểm có khi đạt được tới 120 điểm nữa. Nên mọi người hãy bình tĩnh nha, giữ năng lượng ạ. Thưa quý vị, trong thời gian cả hai đội 10 và đội 20 đang chuẩn bị cho vòng 2 vô cùng căng thẳng, xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với vòng 2 mang tên Thách Đấu. Vòng 2 Thách Đấu. Vòng 2 có 8 câu hỏi, thời gian cho mỗi câu hỏi là 60 giây. Sau khẩu hiệu hết. Hết. Đồng hồ sẽ tính thời gian. Bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu sai thì đội còn lại sẽ được quyền trả lời. Trả lời đúng thì số giây trên đồng hồ chính là số điểm. Số điểm vòng 2 sẽ được nhân đôi. Đội có số điểm cao hơn sẽ chiến thắng. Giải thưởng là 10 triệu đồng. Thưa quý vị, gọi là thách đấu bởi vì bây giờ hai đội sẽ trực tiếp so găng với nhau, không còn thi cá nhân nữa. Dạ, bây giờ mọi người thử chuông đi ạ. Xin mời đội số 10. Cảm ơn Kiều Loan, Mạnh Hoàng. Dạ, em mời chị Hạnh, anh Hà thử chuông. Chuông đã sẵn sàng, hai đội đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên, gồm có 12 ký tự. Cùng nhau xem hình ảnh nhé. Hình ảnh rất quen thuộc. Ôi. Wow. Bánh mì này còn có hình ngôi sao vàng nữa. Bây giờ sẽ là gợi ý món ăn từng gây sốt mạng xã hội
với màu sắc độc đáo, được làm từ nước củ dền và bột nghệ. Hết. Tên gọi của món ăn này. Đây là món ăn gì ạ? Đã từng gây sốt trên mạng xã hội với màu sắc rất độc đáo như chúng ta đã thấy. Màu đỏ có một ngôi sao vàng nữa. Nước củ dền và bột nghệ là hai nguyên liệu chính. Hồi nãy mình nhìn thấy rồi. Trong giai đoạn như năm vừa qua ha, nếu mà biết thì mình sẽ bấm chuông thật nhanh để mình giành quyền trả lời. Nhất là trong giai đoạn trong năm vừa qua, chúng ta cần đề cao tinh thần này. Nên chúng ta sẽ có nhiều cách để lan tỏa tình yêu thương. Bánh này có xuất xứ ở Hà Nội. Dạ. Cái đó, cái nguyên liệu đó thì mình đã biết rồi đó. Xin mời đội 10 đoán thử xem. Bánh mì tổ quốc. Chốt, bánh mì tổ quốc. Bên đội này có ý kiến khác không ạ? Thật đúng rồi, bánh mì tôm tổ quốc đúng rồi. Bánh mì tổ quốc có đúng hay không? Chính xác, bánh mì tổ quốc. Và 22 điểm dành cho đội 10. Đây là món bánh mì tổ quốc hay còn gọi là bánh mì yêu nước. Năm vừa qua quả thật là một năm có rất nhiều thử thách. Và nếu như không có những hành động nho nhỏ mà mang sức lan tỏa cao, như là những ổ bánh mì Thanh Long ở miền Nam này, hay là những ổ bánh mì yêu nước tại Hà Nội, giúp cho mọi người đề cao tinh thần nghiêm túc, hướng về tổ quốc, hướng về đồng bào và yêu nước. Nên hy vọng là mọi người cũng đã từng thử qua món bánh mì rất là thơm ngon và rất ý nghĩa này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ô chữ tiếp theo, là ô chữ có 16 ký tự. Gợi ý sẽ rất là dễ thương, mọi người sẽ ồ à khi mà xem đoạn gợi ý này. Đây là một phim hoạt hình rất quen thuộc trong năm vừa qua. What's your name, honey? I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it. Today started out as the best day of my life. Biết luôn trời. Vinh dự vậy em. Hai bên diễn ngoại. You know what that's gonna say? Joe Gardner. I did it. I got the gig. Must have been sudden for you. Này hỏi What? Hai. Oh my goodness, hỏi I'm hai đứa con cho nó biết. I'm not done. Câu hỏi của chúng tôi sẽ là một phim hoạt hình đoạt cú đúp tại giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 78 năm 2021, hạng một phim hoạt hình hay nhất năm và nhạc phim hay nhất hết. Giờ chắc hỏi con gái Hoàng á. Tên cũng khá dễ. Hai đứa con gái Hoàng nó coi phim hoạt hình dữ lắm. Nhìn chữ nha. Tên tiếng Anh của nó là Soul, tâm hồn. Tâm hồn. Nhưng mà tên tiếng Việt á có 4 chữ, vậy là tên tiếng Việt là gì? Phim này kể về nhân vật Joe Gardner, một giáo viên trường trung học tại New York. Như chúng ta đã thấy thì anh ta bị một tai nạn và sau đó tách phần hồn và phần xác ra làm hai để đi tìm ý nghĩa thật sự của cuộc đời và lẽ sống. Vậy phim này tên gì? Hai từ sau gần nghĩa với Diệu Kỳ. Dạ. Hai từ sau gần nghĩa với Diệu Kỳ. Kỳ. Nó gần nghĩa kiểu gọi là phép thuật. Đã có tiếng chuông. Cuộc sống nhiệm màu. Cuộc sống nhiệm màu. Chốt cuộc sống. Trời ơi. Biết rồi đó. Em chỉ bấm lại là cuộc sống nhanh màu. Tay thì còn, chậm tay thì mất. Ở đây có ai xem chưa? À, chưa. Tiếc quá. Thì xem phải xem. Này. Xin mời. Đáp án đó là cuộc sống nhiệm màu. Và 34 điểm dành cho đội 20. Đây là bộ phim truyền tải được rất nhiều những thông điệp tích cực, tinh thần lạc quan và yêu cuộc sống hơn. Mà Chí Thiện ở bên cạnh Trinh thì nói là ở lúc coi phim anh thấy anh giống một nhân vật ở trong đó. Không phải là nhân vật chính là cái ông dạy nhạc ở trường trung học đâu. Mà là cái nhân vật, một cái linh hồn bé xíu 22, có tên là 22. Không biết là mình đang đi đâu, về đâu, không biết ý nghĩa cuộc sống mình là cái gì. Và không muốn đầu thai thành người luôn. Và hay hai người quá. Đó gặp nhau để tìm ra lẽ sống. Thật ra tôi sống vì cái gì? Mọi người hãy okay. Đi xem nhé. Và tiếp theo sẽ là ô chữ với 8 ký tự. Đây là một ô chữ cũng khá thú vị. Gợi ý. Lễ hội dân gian độc đáo liên quan đến sản xuất nông nghiệp truyền thống của người Rẻ Triên ở Kon Tum. Hết. Đây là lễ hội dân gian rất là độc đáo. Vậy đây là lễ hội gì mà người Rẻ Triên ở Kon Tum hay làm để là mình mừng cho cái việc sản xuất nông nghiệp thành công? Cũng ít người sẽ biết tới. Dạ. Cho nên mình sẽ nhìn vào ô chữ mà đoán nó xem. Chắc chắn nó sẽ có một chữ. Hả? Đó là lễ gì anh Hà? Anh hồi trước anh có đi hát xong rồi ở Gia Lai Kon Tum rồi. Và cũng một tình cờ lại hát trong cái buổi lễ hội đó. Cùng là cái gì vậy? Là lễ ăn than. Nhưng mà chốt chưa ạ? Chốt. Nên ngồi hỏi lại thì sân ngoại có chắc ăn hay không chứ? Chắc. Khi mà một người đã tự tin vì có chữ N, chữ T thôi mà đã nhấn vậy thì chắc chắn. Dạ. 86 điểm đã thuộc về đội 20. Xin chúc mừng. Bây giờ tiếp tục nha. Đây là một câu hỏi về âm nhạc. Kiều Lan sẽ có lợi thế đây. Cố lên, cố lên.
cái bài gần đây mà mười mấy tuổi hát không à? Chết rồi, trời ơi. Bởi vậy anh phải tập trung nghe anh Vũ Hà. Ô chữ này có 15 ký tự. Hãy nghe một đoạn nhạc sau. Chục phút mà đã liên tục phải hát xì hơi. Khi nào thì nói hết được giống nha. Nghe đoạn nhạc rất là thân quen, rất là vui tai, thậm chí được truyền tải lan tỏa trên mạng rầm rộ bởi các bạn trẻ. Ca khúc được bình chọn là sự kết hợp xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm 2020. Hết. Wow. Chưa nhảy một giây nào hết và đội Kiều Loan là đội bấm trước. Mời đội 10 ạ. Em xin trước bài hát này là bài Sao Ăn Chưa Về. Nha. Yeah. Mình có thể rap lại cái đoạn đó chút xíu không? Hay em không rap ra, em thích làm Amy cơ. Amy đi. Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé. Vui thôi, đừng vui quá, con về với em. Kim đồng hồ vẫn từng nhịp xinh xắp. Thôi vô em ơi, hát hết, anh lấy 120 điểm á. Dạ, xin mời đáp án ạ. Dạ, sao anh chưa về nhà? Đã mang về đội số 120 điểm. Bây giờ mình tới một chủ đề khá là thú vị, đó là động vật. Và ô chữ tiếp theo gồm có 9 ký tự. Loài vật này có khả năng tự tái sinh trái tim. Hết. Ủa gì vậy? Tự tái sinh trái tim. Thú vị nhờ. Ờ. Nó ở vùng nào vậy? Nó ở dưới nước. Nó ở dưới nước à? Dưới mình nước. Mà có cái khả năng với loài vật này mình có thể yêu nhiều lần mà không đau khổ ha. Mỗi lần trái tim nó hư là dục. Dục, lấy cho mới. Nó bơi giỏi biển. Lắm ạ. Ở dưới biển, nó bơi rất giỏi. Tên của nó giống một con chạy trên cạn. Đó là con gì anh Vũ Hà? Cá ngựa vàng. Chốt đáp án. Có vẻ hợp lý đó, bên này có đáp án khác không? Xin mời đáp án. Cá ngựa vàng. Và 20 điểm dành cho đội 20 luôn. Và ô chữ tiếp theo của chúng ta gồm có 16 ký tự. Một trong những món đặc sản độc đáo của đất nước mặt trời mọc. Hết. Của Nhật đó. Nhật hả? Ừ, trời mặt là Nhật. Mặt em không phải có Nhật đó đâu. Nhật nhìn thì nhiều món lắm. Nhiều món lắm mà. Mình phải đi vô rừng, sau đó mình phải chọn những cái loại non tươi nhất, sau đó mình phải ngâm rửa sạch, rồi sau đó mình mới có thể thực hiện được. Nó điểm giống như tempura nhỉ? Canada. Hai chữ đầu, hai kế sau là cách chế biến. Đây là một loại lá. Xin mời. Đó là gì? Lá phong chiên giòn. Rất hợp lý, đủ chữ ạ. Vậy thì lá phong chiên giòn có đúng hay không? Quá. Và 54 điểm dành cho đội 20. Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Bây giờ mình đến với một ô chữ nhắc đến tên của một đồng nghiệp yêu thương mà mọi người rất quen thuộc. Nhưng mà nếu mà không tập trung vào ô chữ này sẽ không nhớ ra. Đây là ô chữ có 14 ký tự. Người đã xác lập kỷ lục nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng năm 2020. Hết. Đó là ai? Đội 10. Nguyễn Văn Trung. Chốt chưa? Chào bác sư lựa chọn. Dạ, 120 điểm lận nha. Đáp án của chúng tôi là gì đây? Chính xác. 120 điểm dành cho đội số 10. Loan ơi, em có biết một bài nào hay là anh Hoàng Mập có biết một bài nào của anh Nguyễn Văn Trung về thiếu nhi? Hiền học. Hát rất là hay, nhạc ký của mẹ. Rất là nhiều bài nhạc của Vi Oanh hát của Nguyễn Văn Trung. Và anh Nguyễn Văn Trung đã dành hết 8 năm để có thể sáng tác những ca khúc thiếu nhi. Và anh đã có tới 300 bài hát thiếu nhi dành cho lứa tuổi từ 3 đến 13 tuổi. Và đã lập kỷ lục nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam. Dạ, và anh Nguyễn Văn Trung thì đang ra một cái album để chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày làm nhạc của mình. Cảm ơn kiến thức của các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi để san bằng số điểm hoặc là vượt bậc cách xa luôn. Câu hỏi số 8 là ô chữ có 14 ký tự. Nội dung gợi ý như sau. Hãy nghe một đoạn âm thanh sau đây. Của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương. Hết. Và đáp án Trên đỉnh Phù Vân. Chốt.
quá quen thuộc luôn, bài này nó gắn với tuổi thơ Hạnh, chắc chắn Hạnh không thể sai được. Và ngoài ra đội mình có thể kể tên thêm một hai ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương thôi hát sinh thời không ạ? Hát cũng được à? Hát bài này cũng được. Hát thì càng tốt ạ. Hát 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 cái đồ của bài này đi mình. Vũ Hà. Mang từ 118 điểm lận. Xin mời đáp án, đó chính là ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân. Và 118 điểm dành cho đội 20. Thưa quý vị, cố nhạc sĩ Phó Đức Phương đã có rất nhiều những tác phẩm chạm vào lòng người. Hồ Trên Núi, Không Thể Và Có Thể, Một Thoáng Tây Hồ, Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, Chảy Đi Sông Ơi. Và ông mất vào tháng 9 năm 2020. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng, tổng kết số điểm của cả hai đội ở vòng 2. Đội 10 đã ghi được 262 điểm. Xin chúc mừng. Và đội 20, 312 điểm. Và đã chiến thắng với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Mình chỉ có một cái vé đi qua vòng 3 thôi. Đội còn lại mà ít điểm hơn phải ở lại. Mình sẽ tổng kết cả hai vòng để biết được số điểm chung cuộc. Đội 10, hai anh chị đã ghi được 477 điểm. Xin chúc mừng. Và đội 20 là 576 điểm. Mừng ngoài nhưng mà ai mừng ngoài đi ở lại rồi. Việc này đồng nghĩa với việc là đội số 10 phải dừng chân tại đây và chào tạm biệt hai anh chị Thúy Hạnh và Vũ Hà. Ngoài chúc họ vào vòng 3 an toàn. Vậy con đi trước. Vòng đặc biệt rồi. Ok, cảm ơn anh, cảm ơn. Cảm ơn. Bye bye. Ngày hôm nay á thiệt sự là hai đội á đó là thương nhau. Khi mà đội kia về thì đội này cũng rất là buồn khi mà thiếu cái người mà giải ô chữ chung với mình. Đúng, dạ. Đúng rồi. Vòng 3 sẽ không có dễ dàng đâu nha. Hãy cùng dành ít phút để chúng ta có thể nghỉ giải lao và cho đội số 20 nạp thêm năng lượng nhé. Trở lại với vòng 3 mang tên Úm Bà Là. Vòng 3 có 90 giây cho 5 câu hỏi, gồm 4 câu hỏi phụ và 1 câu hỏi chính. Sau khẩu hiệu hết, đồng hồ sẽ tính thời gian. Nếu không có đáp án thì nói qua. Câu hỏi phụ là gợi ý cho câu hỏi chính. Câu số 5 sắp tới, mình sẽ phải tổng hợp 4 dữ kiện này có liên quan gì tới nhau. Trả lời đúng mỗi câu hỏi phụ được 5 triệu đồng. Trả lời đúng câu hỏi chính sẽ được 15 triệu đồng. Người chơi phải trả lời được câu hỏi chính mới nhận được số tiền ở các câu hỏi phụ. Tổng giải thưởng vòng 3 là 35 triệu đồng. Chỉ cần Úm Bà La thì 35 triệu sẽ hiện ra. Nhưng với điều kiện chúng ta phải vượt qua được 5 câu hỏi của chương trình trong vòng 90 giây. Nên okay, cái gì cũng quan trọng. Dạ anh chị sẵn sàng chưa? Rồi. Chúc may mắn cho anh Vũ Hà và chị Thúy Hạnh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng Úm Bà La. Và ô chữ đầu tiên gồm có 12 ký tự. Gợi ý. Một địa điểm du lịch mới lạ, độc đáo, nằm bên bờ sông Hương thơ mộng. Hết. Mình sẽ để ý những cái đầu từ khóa và đều cảm thấy mất thời gian quá mà không thể qua. Sông Hương cơ mà. Ừ. Dừng. Cầu đi bộ. Cầu đi bộ. Gỗ lim. Cầu đi bộ gỗ lim. Đúng rồi. Chốt. Rồi anh đọc lại xuông nguyên một cái luôn. Cầu đi bộ gỗ lim. Chốt. Và đây là đáp án chính xác. Yeah. Mình đã có 5 triệu đồng rồi đó. Còn bây giờ sẽ là ô chữ tiếp theo có 18 ký tự. Hãy để ý những dữ kiện mà chúng ta đang hình dung nhé. Với gợi ý như sau. Người đẹp áo dài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2019. Hết. Dừng luôn đi. Bạn cái người gọi là dừng luôn đi. Rất là quen thuộc với những cái câu hỏi như vậy. Không trả lời được nữa thì bao nhiêu năm là không nghề xấu hổ lắm. Nguyễn Trần Khánh Vân. Chốt. Chính xác. Dạ. Nói gì được không? Để cảm ơn anh. Chị Hạnh ơi, sao mà chị Hạnh biết chị có tham gia hay là chị làm giám khảo hay là? Nhưng vấn đề là chị làm trong ngành tổ chức các cuộc thi biểu diễn rất là nhiều và chị cũng là những
những người đầu tiên tiên phong đưa các hậu Việt Nam đi tham gia các hậu nước ngoài. Nên thực ra là đối với các cuộc thi trong nước thì chị đều biết các bạn ý. Và đối với Vân thì chị lại rất là quen thuộc với Vân, lại là một gương mặt mà đi thi khá nhiều. Và cái danh hiệu này, cái tên của Vân cũng là một cái tên đặc biệt dài để dễ nhớ. Và khi nói đến người đẹp áo dài thì không thể ai chệch được với Vân hết. Thì chỉ có Nguyễn Trần Khánh Vân mới là người thắng giải trong cuộc thi đấy. Chủ đề này cũng là chủ đề mà quen thuộc với chị. Nhưng mà chủ đề tiếp theo càng quen thuộc hơn nữa vì về ẩm thực ạ. Xin mời ô chữ tiếp theo. Gồm có 10 ký tự. Món ăn ngon đứng đầu trong tứ đại bát trân, biểu tượng của sự tao nhã trong ẩm thực cung đình Huế. Hết. Trời ơi, cái câu này mình hay nói lắm. Anh Hà cũng hay nói về ăn uống rất đẹp, cầu kỳ, đẹp trí. Chắc chắn là tinh xảo nè. Dừng. Cái gì đó là em nem à, cái từ nem công cũng hay nói phương. Nem công chả phương, đúng rồi. Vậy thì đáp án cuối cùng của mình là gì? Nem công chả phương. Chốt rồi. Dạ, rất tự tin. Chính xác. Đó, cũng đúng thế mà. Wow, ba câu qua rất dễ dàng và còn tới 65 giây. Coi dữ liệu nha, phải để ý nhá. Phải nhớ nha. Từ. Hai cái dữ liệu đều ở Huế đó. Đấy, vậy suy nghĩ đi là tại sao chúng ta sẽ có thêm một dữ kiện cuối cùng ở câu số 4. Xin mời, đây là ô chữ có 14 ký tự. Nhà thiết kế Việt Nam được 2 lần trình diễn trong lễ khai mạc Couture Fashion Week tại New York vào năm 2017 và năm 2019. Hết. Bao nhiêu ký tự nhỉ? Từ 14 ký tự. Tên người này có 4 chữ. Nguyễn, không phải. Nếu mình không biết mình bỏ qua luôn để dành thời gian cho cái câu cuối. Tên có 4 chữ ạ. Bỏ qua đi, thôi bỏ qua. Bỏ qua. Mình tính sau. Thôi bỏ qua. Sao? Bỏ qua. Dừng đã. Ok. Vâng. Chúng ta sẽ dừng câu hỏi này. Những đáp án mà mọi người đã có là gì nè? Đầu tiên. Rồi, là có cây cầu đi bộ nè. Có hậu áo dài nè. Có thể là họ là áo dài mà cũng có thể là Vân. Vân. Có ra áo dài đi. Rồi, em nghĩ là nếu mà liên quan đến Huế thì áo dài có vẻ nhiều hơn. Đúng rồi, áo dài Huế. Và có một nhà thiết kế nổi tiếng. Có một nhà thiết kế. Rồi. Thiết kế áo dài kìa. Thiết kế áo dài thì rất là quen thuộc. Đó. Thiết kế áo dài. Vậy thì Thuận Việt à? Không. Không phải. Tất cả những dữ liệu đó mọi người hãy nhớ nhé. Câu 5 mình sẽ có 48 giây để giải quyết. Và để cho câu 5 mình giải quyết thành công thì MC có một cái bí quyết như sau. Những cái ô chữ đang gợi ý cái gì thì mình cứ đập liên tục, không cần phải dừng. Không cần dừng. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Ô chữ cuối cùng của vòng 3, 23 ký tự. Sự kiện nhằm để giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản tiêu biểu, đặc sắc của một tỉnh miền Trung đến với người dân cả nước và cả du khách nước ngoài, diễn ra vào tháng 12 năm 2020. Hết. Lễ hội áo dài cung đình Huế. Gần. Nó nằm mình, trong vòng. Mình liệt kê liên tục. Lễ hội văn hóa. Khánh Vân là gì? Khánh Vân sẽ là cái gì đầu tiên? Áo dài. Lễ hội. À, áo dài. Không có chuyện lễ. Cái gì nhỉ? Đi bộ. Chảy hội. Áo dài. Thay vì lễ hội ta sẽ dùng cái từ gì? Chạy giờ. Bây giờ mình thử đi nè. Suy nghĩ thử xem nè. Trái ngược với đêm thì là gì chị? À, ngày hả? Ngày hội áo dài và lễ hội ẩm thực Huế. Đó, đúng rồi. Tại sao thế? Sao mà chính xác được? Tại vì cầu đi bộ Gỗ Liêm là nơi đã diễn ra lễ hội. Nếu mà biết chính xác cầu đi bộ Gỗ Liêm là biết là cái lễ hội này chỉ diễn ra ở đó. Chị biết là cái ngày hội áo dài rồi nhưng mà không biết không đọc chính xác cái tên. Anh chị có thắc mắc là nhà thiết kế Việt Nam nào mà hai lần trình diễn ở New York không ạ? Đó là nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Mà khi mà những cái dữ liệu đó nó liên quan là như vậy nè. Nguyễn Trần Khánh Vân là liên quan đến ngày áo dài. Nem công chả phượng sẽ liên quan đến lễ hội ẩm thực. Hiểu không? Nhưng mà nhưng vấn đề nó dài. Ghép lại mình không liên tưởng đâu được. 15 triệu dành cho đội của anh Vũ Hà. Đội số 20 ngày nay rất giỏi.
Và cảm ơn anh Vũ Hà cũng như Tiểu Hành ngày hôm nay đã mang lại khoảnh khắc rất là vui và cùng nhau dạy những ô chữ, và hy vọng là quý vị khán giả ở nhà xem cũng đã cảm thấy có những giây phút giải trí thật thú vị nhé. Dạ, đôi khi giải trí mà đôi khi rất là xoắn não vì những câu hỏi dài và khó. Dạ. Nhưng nhờ đôi khi như vậy á, Trinh cũng tự học được những cái bộ phim tên bài hát mà Trinh không biết. Và Trinh thấy là đây là một chương trình chúng ta có thể bổ sung những lỗ hổng kiến thức cho nhau để cùng nhau có một cái nhìn rộng hơn về kiến thức không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài nữa. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Umbala ra chữ gì được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ.